Mới đây, phi đội máy bay trực thăng MI-171 SAR-04 thuộc Trung đoàn không quân 917, Sư đoàn không quân 370 đã thực hiện chuyến bay vượt hàng ngàn hải lý để đưa ngư dân cấp cứu tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị tại Bệnh viện Quân y 175. Tổ bay Trung tá do Ngô Hồng Sơn, Phó Trung đoàn trưởng Quân sự Trung đoàn 917 và Trung tá Phạm Huy Bình, phi đội trưởng phi đội 1, lái chính. Phi công dẫn đường là Thiếu tá Lưu Công Bằng, cơ giới trên không là Đại úy Vũ Văn Huynh. Sau hai chặng bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, đến 16 giờ 10 phút, trực thăng SAR-04 đã đáp xuống sân bay của Trung đoàn 917. Ngay sau đó, ngư dân Phan Hoàng Dương sinh năm 1981, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã được đưa đi cấp cứu chuyển viện Quân y 175. Theo lời kể của ông Phan Văn Thép, cha của ngư dân Phan Hoàng Dương, vào ngày 1 tháng 11, ông và bạn và con trai cùng đi trên một con tàu cá của tỉnh Bình Định, đang đánh cá trên vùng biển của Tổ quốc. Đến tối, anh Dương đau bụng dữ dội sau bữa ăn. Phát hiện sự việc, tài công cho tàu chạy vào đảo Song Tử Tây để cấp cứu. Do bệnh tình của ngư dân Dương chuyển biến xấu, vẫn bị xuất huyết đường ruột sau nhiều ngày cứu chữa. Xét thấy cần phải chuyển vào bờ để điều trị bệnh, nên bệnh xã đảo Song Tử đã đề nghị lên cấp trên để đưa ngư dân đi vào bờ cứu chữa. Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng, phi đội Trung đoàn không quân 917 đã thực hiện chuyến bay vượt hàng ngàn hải lý để đưa bệnh nhân về đất liền. Đến chiều ngày 7 tháng 11, ngư dân Dương đã được các bác sĩ chữa trị tại Bệnh viện 175. Nói về hoàn cảnh của anh Dương, ông Thép kể do gia đình khó khăn nên hai cha con đi bạn cho một chủ tàu ở tỉnh Bình Định. Nguồn thu nhập chủ yếu để anh Dương nuôi hai con nhỏ và cả nhà trông chờ vào số tiền công sau mỗi lần vươn khơi.